Đây mọi người ơi, nồi lẩu nướng Da Di này về hàng nha. Và đây là lẩu nướng xấu khay, đây là khay lẩu này, màu đỏ rất là đẹp. Đấy, khay chống dính rất là tốt. Đây là hấp. Đây, mỗi bộ phận là được bỏ trong một cái hộp như thế này. Như thế này là nó nặng là 9 kg nha mọi người.